Chị đi look. Đó đây nè, quay chay nè cô chú ơi. Chị đi look. Nhìn nè. Nó coi thường, nó coi thường một cách hả, trắng trợn luôn, nó chỉ lướt lướt qua thôi. Về chay không cho dì Út miếng kìa. Lại lên. Cho dì Út miếng đi. Đó, thấy chưa? Nó cho. Đó, nó cho dì Út đó. Chị rất là thảo ăn. Bánh này ngon không con? Bánh này ngon không con? Hả? Bánh này ngon không? Con nói chuyện với mẹ nghe, mẹ mua bánh cho con phải trả lời cho mẹ chứ. Ngon không? Không trả lời luôn. Tắt iPad nha. Ủa mà hồi nãy là mẹ đi về mẹ thấy con ngồi trên cái iPad, con đâu có ăn, con đâu có ăn ăn cái uống cái gì đâu mà con mở cái iPad lên con coi vậy chị? Hồi sao hồi nãy chứ con mở bịch bánh ra bà hai không nói con biết. Đâu có, bà hai nghĩ sao chay mà đưa cho nó coi. Trời ơi trời con. Chay đi lần. Nhìn nha. Thấy ghê không? Con nói con gì? Đó, hết trăm kìa. Nó giờ ăn rồi, ăn giờ quỳ gối luôn rồi. Ăn nằm nuốt không trôi phải không? Phải quỳ gối thôi, từ trên xuống dưới nuốt mới trôi. Ngon không con? Ngon không? Còn ai ngủ nhìn cái mặt nó kìa. Mặt này là mặt chay lúc mới ngủ dậy đó cô chú. Xin ăn xin biết luôn, anh xin này nãy giờ 3-4 lần rồi không chịu ăn, cứ xin hoài. Chè chay, cho miếng nữa kìa chay. Đó, nó cho đó, thấy chưa? Thôi con ăn ít ít thôi để bụng ăn trưa con ăn cái đó là một chút nữa là con no, con không ăn trưa được đó. Trời ơi, con nói nó bỏ vô nó nhét một lần 3-4 cái. Kêu nó nghỉ cái nó nhét giờ cho nữa. Cho nữa. Đó. Nhét vô miệng nó nữa. Coi được không? Cho nữa hả? Cho nữa. Biết về nãy quên quay dây chay nói cái câu gì vậy? Dì Út coi bữa nào quay lại cho cô chú coi cho chay nói câu đó coi. Nói chị Út thấy cưng lắm. Ăn hết cái bịch đó trong vòng một nốt nhạc luôn á. Cười. Nó nói là nó cười. Đó cho nữa kìa. Sao mất tiêu vậy? Trời đất ơi, kìa. Con nói gì Út? Đúng rồi. Con nói Út. Rồi đưa ngay cái miệng. Con nói gì Út? Ồ. Ai kêu biết thành giống nhau ồ kêu heo luôn á. Thì sao con biết gì Út con là heo hay vậy? Giỏi quá. Cái mặt cái cưng không? Đó, ăn gần hết rồi đó. Quá sướng luôn, tao nói ngủ dậy là có mẹ đem tiếp sức đồ ăn liền, quá sướng luôn. Đó cho nữa kìa. Vậy để gì Út mà nuôi chay là gì Út còn nuôi bằng snack không á con? Nó ăn rồi.
Ngon quá. Cho ăn nữa hả? Cho ăn nữa hả? Ờ, cho nữa. Thì em cứ há thì sao? Vậy hả? À. Trời ơi, đây chứ. Cô vô dẻo phun cây. Cho nữa kìa, cho nữa kìa. Đó. Thank you. Thì em cứ há thì sao nó cho. Vậy hả? Đúng rồi. Giờ làm gì đây nó? Không có làm gì ba hai, chờ con chút đi. Cook. cái đó poop đâu có ăn được đâu con, con đưa chúng đút vô miệng vậy. Chị. Pig. Aww. Thank you. Thank you. Thank you. Bây giờ để lại cái mặt bình thường đi. Để lại mặt bình thường chưa? Oh, yeah. Để mặt bình thường đi, chị nói cho cái nè. Hả? Cứ để cái mặt bình thường đi rồi để cho nó coi cái mặt bình thường. Rồi đây nè, đây khoan. Ngồi đi. Té rồi. Nè con hôn gì, con hôn gì Út cái cho cô chú coi coi, lại lên. Hôn lại lên. See? Here, give her a kiss. See? Thank you. Here, give me a kiss. Lại lên. Mở nữa hả? Ăn nữa hả? Tụi con cầm điện thoại con hôn vô cái này mẹ cho con ăn. Good job, chạy đi. One more. Không cái nữa coi. Good job, chạy đi. Thôi nghỉ ăn đi con, để bụng chút đó ăn đồ ăn. Chạy sợ con này nè chị. Sợ con nào? Nè con này con gì á? Sợ không? Con có sợ con này không? Sợ không? Sợ không? Con nói sợ đi. Con nói sợ đi. Nói sợ đi. Ơi cái bịch đó sao nãy giờ thấy ăn hoài mà không hết cái bịch đó ta? Bịch đó nhiều dữ à. Ê. Lại gì? Mean nó like you're mean. Thôi bà bậy. Nó có nói chữ đó đâu kia nó vô mean. Thôi nghỉ khỏe đi, nghỉ đi, nghỉ. Ăn rồi mập chứ không hiểu bây giờ. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Thôi ăn bịch là đủ rồi con. Bịch rồi, con kêu gì Út mở ra cho con đi. Đi. Thôi mẹ không mở đâu, con kêu gì mở ra cho con đi. Lại lên. Đưa đi gì mở cho. Kìa, đưa kìa. Đó, mở ra cho nó đi. Mở cho. Thôi không dám mở đâu, mở có bị đòn. Ôi, chay bây giờ là lang thang trên đường mưa rơi nè cô chú. Từ từ thôi nha, đừng có tắt nữa, để đi đây qua nhà hàng xóm nữa. Con nhớ cái cô kia nói câu gì không? Thanh xuân như một tách trà, qua nhà hàng xóm hết bà cái thanh xuân. Con nhớ chưa? Thôi đi, chia tay sớm bớt đau khổ đi, con để cho bà ấy tự do một mình đi con. Đừng con, tại sao con qua nhà người ta mà con mở cửa một cách tùy tiện như vậy? Cảnh sát kìa, đi. Không được xâm nhập nhà người ta một cách tùy tiện như vậy. Người ta mời mình mới vào, còn không mời là mình không vào. Mình phải có một cái sĩ diện và cái nhân cách của mình con ạ. Con lấy tay ra đi chứ mày đóng một hồi là kẹt tay là con hóc đó. Đúng rồi, đi con, đi kiếm Lucky. Đi kiếm Lucky. Ủa chứ vô lý vậy, tự nhiên nhà mình không ở, đi qua nhà người ta mình ở là lý do tại sao? Thôi mày đi kiếm Lucky. Đi kiếm Mina. Na 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 ơi.
Na 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 ơi. Na 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 bé na của tôi ở đâu? Na 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 bé trai của tôi đây nè. Đây. Đây. Mặc áo trắng thì thường dễ sợ luôn. Không, cái ghế đó là không có cái nệm nên con ngồi nó sẽ bị đau đít. Đi con, té con. Con nói nè, đây. Con nói nè, mày chạy dập tập con nói chữ này nha. Đây là cái đất nước mà con đã được sinh ra, con phải nói được chữ này. Con nói đi. America. America. Thôi bây giờ nói chữ nó dài quá, con nói Mỹ. Mỹ. Đúng rồi, trời đất ơi, dữ chưa cô chú. Bây giờ nói lại thêm lần nữa nè. Mỹ. Mỹ. Đúng rồi. Bây giờ nói hai chữ nè. Nước Mỹ. Nước Mỹ. Mỹ. Nước Mỹ. 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 Đúng rồi, bây giờ con nói là Ba Bảo. Ba Bảo. Đúng rồi, con nói bà ngoại. Ba Bảo là cái gì của con? Con nói mẹ con nói mẹ nghe coi, Ba Bảo là gì? Con nói Ba Bảo là sweet hot. Nói đi. Nói Ba Bảo sweet hot hay sweet hot? Mà mỗi con về Việt Nam á, con kêu Ba Bảo bằng sweet hot, kêu Ba Bảo thích cái chữ đó lắm. Ba Bảo thích ai kêu Ba Bảo bằng sweet hot. Ba Bảo đang ngồi cười đó, đang ngồi bịt miệng cười đó. Lại lên. Con nói nè. Mỹ. Đúng rồi, Ba Bảo. Sweet hot. Hết hot. Rồi đó, bây giờ thôi, bây giờ cầm cái lá cờ của người ta đi nữa đi. Xuống. Ủa, thấy chưa, con nói nè. Sweet hot. Hot. Nè, cái này rất là nhọn, con cầm đi là con sẽ bị té đó. Không được. Trả lại cho mẹ đi. Trả lại. Ew. Look. Cái lá cờ đó dơ. Cái lá cờ con đang cầm trên tay đó. Yêu, đây nè, yêu đây nè. Yêu, ghê quá. Thôi cắm lá cờ lại. À, ai đó. Lẹ lên. What is name? Lu kìa. Lu, con kêu đi Lu. Lu là cái Lu đó. Không biết đó. Yeah, I know. Trời ơi kìa, Lu nó đang đi tiểu tiện mà con ngăn chặn cái tiểu tiện của bé rồi. Bé nhỏ lắm, chỉ bự bằng cái Lu thôi. You want to see the doggy? Yeah. Come here, Blue. Blue, người ta tên Blue mà tôi đọc là Lu. He's blind, so. Oh really? Aww. He can't see a thing. He's kind of just sniffs his way around. Thấy kìa. Con chó này bị mù đó, con thấy tội nghiệp chó chưa? Con nói đi, con nói nè, con nói con chó tên gì? Coi Lu. Lu. Con chó là cái Lu đó con. À, be careful. Làm sao? Uh-oh, she's gonna want a doggy now. Yeah. Không đâu, nói rồi, chay sẽ chuẩn bị muốn có được trời ơi, nó mới đái chỗ đó rồi, nó đứng lại dậm y chang cái chỗ nó mới đái. Có được không? Con nói đi, Lu. Nói Lu đi. Con ngồi mẹ em ngồi bẹt xuống đất kìa. Rồi đó, bà Su đó đang tâm sự với bà Su này về cái chuyện hồi sáng. Nhìn là biết rồi. Hello. Hi guys. Hi, say hi. Yeah, Lu đó con. Chay, con lại con nữa, bây giờ nó lại cái cà phê hai che này nó ngồi nữa. Cho cô chú mà không biết cái hai che là cái gì, hai che là cái ghế cao đó cô chú. Trời đất ơi, là uống cà phê đó. Thôi kìa. Sit here, like a big girl. It goes away. You want to blow the candle out? Yeah. Không đâu, hỏi con muốn thổi đèn cầy không? Nó nói yeah. Cô chú thấy không?
chay cho bây giờ nói tiếng Anh tiếng Việt gì đó này hiểu hết luôn, cái cưng dễ sợ. Tiếng Anh nó cũng hiểu từ A tới Z mà tiếng Việt nó cũng hiểu từ A tới Z. Good girl. Thấy chưa? Happy birthday. Here, you can play with that. Thấy chưa? Nó hiểu hết luôn không cô chú? Sao? Dậy xuống chưa? Dậy xuống chưa? Tự nhiên cái quán này là chỉ có hai chair thôi chứ vô không có cà phê rồi. Đi về rủ ngoại uống cà phê thì được. Bà ngoại chứ uống cà phê dữ lắm á. Hả vậy? Đi về rủ ngoại uống cà phê kìa. Nói ngoại ơi, con bây giờ bàn ghế con có đủ rồi nè, ngoại phấy miếng cà phê đi đem ra ngoại với con ngượn ly. Chay nói đi chay, bà ngoại. Nói bà ngoại đi. Nói bà ngoại. Ngoại ơi, uống cà phê. Con nói đi cà phê. Cờ a ca quyền cà phở e phê. Cà phê. Nói đi chay. Cờ a ca quyền cà phở e phê cà phê. Mốt mốt mẹ chị mày dạy chay đánh dần tiếng Việt Nam nha. Không trận cái chay tao bây giờ giỏi ghê luôn á phải. Nói tiếng Anh cũng hiểu mà nói tiếng Việt cũng hiểu luôn cô chú ơi. Mẹ quá tự hào gì về chay luôn á cô chú. Không biết cô chú có tự hào về chay không ta. Cô chú nào tự hào về chay cho chay cái comment ghi chữ tự hào. Nghe cô chú. Tờ ư tư nặng tự hào ao hao quyền hào. Hay bây giờ chay đánh dần kiểu này là mốt mốt tới lớn là chay biết là chay biết đánh dần tiếng Việt Nam luôn á cô chú. Trong mỗi video chỉ cần đánh dần kiểu đó thôi. À, trời ơi, ông giờ ông lấy cái ông giờ, ông rồi ông lấy cái ông giờ mà cho anh chay nhìn nè, coi được không? Được. Thấy gì không? Yeah, you see anything? You see how close? Yeah, you see anything? Here, you can have this. Trời ơi, trời ơi, không đem ông giờ. Look at mommy. Look at mommy. Look at mommy. Wow. Trời ơi, con kìa. Look at the boat. See the boat? Con mắt ba đưa vô cái ống nhìn kìa. Wow. You see, see anything, chị? See your boat? Can you see daddy's boat? Trời ơi. Look at me. Rồi, look. Wow, you see em chị đi, con thấy không? Hi. Nhà bác học tên nhà bác học tương lai đó. Trời ơi. Nè, con nhìn kìa. Look up. Can you see him? Ông đang đi tới đi lui để coi con trai có nhìn thấy ổng không đó. You see mommy, huh? Trời đất ơi, coi nè. Thấy thương không? Đó đó, ông đi qua bên đó rồi, nhìn qua bên đó rồi đó. Chị đâu? Đẹp không? Bây giờ mình đi xuống, mình đi nhìn dạo cảnh xung quanh, mình đi xuống nhìn nha. Rồi, coi bảo kìa. Bây giờ mẹ bồng con xuống nha. Xuống không? Xuống không? xuống trời ơi, bà đeo vô kìa đó, bà đeo vô kìa, con đưa con nó quẩy ra đó kìa, y như là đây đừng để mày quay cho cô chú coi chơi quẩy đó, thấy chưa, quẩy y như là đi du lịch đem máy chụp hình mà đeo theo chuẩn bị du lịch. Nó nghe này lại hung mấy bạn miếng coi, lại hung mấy bạn chim ưng chim bồ câu được coi, hung miếng coi, hung miếng no không hả, trời ơi nay có chính kiến không chịu hung. Scrumptious muffin that I'm so in love with. Why am I so in love with this child? Aw, thank you. Why am I so in love? Oh, thank you. Yeah, that's so sweet. Hi, Jade. Hi. I saw you yesterday at the car show. Oh, at the Gino? Yeah. Yeah, she was there. I saw with her. With Dwayne. Hi, baby. Jade. Like Jim said, it's really been fun watching her grow up. Aww. It's been a real treat. Thank you. Cái bà đó, bà mới nói là rất là vui khi mà hai vợ chồng, không phải hai vợ chồng nữa, bồ bịch thôi. Nói là rất là vui khi mà nhìn chay lớn lên từng ngày. Đó là cái bà nói it's a treat, là có lẽ là cái nó đeo vô cái đó đi, nó đụng cái đó. Bà nói đó là một cái giống như là cái đây con Ngọc. Cái Ngọc coi. Cái đó có nghĩa giống như cái phần quà, cái phần thưởng hay là cái món quà gì đó hiểu không? Đó.
coi nói thấy thương không? Treat. Dạ, ở đó, ừ, một cái sự cái vui, vui mừng, vui thích rồi đó này kia này đó. Đó, coi nhìn nó khôn lớn từng ngày là cái niềm vui của ổng bả đó, vậy đó, đúng rồi đó. Vậy đi. Giống như cô chú vậy đó, cô chú nhìn chay khôn lớn mỗi ngày. Bây giờ xách theo cái máy chụp hình rồi mong mốt tự động cầm máy đi quay vlog luôn rồi mẹ khỏi quay. Rồi coi ổng mình nhìn giống mấy người mà đi travel không? Mà đi qua này, đi du lịch đó. Y chang luôn. Không khác miếng nào luôn. Quá luôn. Thôi, đừng có vô đây lấy đồ của người ta. Con chưa chơi được mấy đồ này đâu. Đi còn chưa vững nữa mà mong mốt chơi được đi mày lấy cho. Mẹ mua cho. Đó, đi vô lấy mấy chiếc xe đạp đó, nhìn là tôi biết liền. Chạy đi. No. It's too much. It's too big. Con nhỏ lắm, con chưa chơi được con. Hay là chay chơi được chưa ta? Có mấy chiếc xe nhỏ chưa ta? Để về hỏi ba chay coi rồi mua cho chay mà cũng hết hè rồi. Còn có mà 2 tuần nữa là hết hè rồi. Lẹ lắm. Mùa hè đến rồi đi đó. Rồi đó, bây giờ cái món đồ chơi đó sẽ theo chay đó cô chú. Rồi đeo vô nhìn mẹ coi. Đeo vô làm bộ nhìn mẹ coi mẹ xa hay gần. Nó đi lúc nào nó đi cái chỗ này cũng té nè. Nó đi vô nhà ta nói nhà ai cũng vô coi. Ê, không được. Đi về coi bà cố. Đi về coi bà cố. Coi bà đeo cái ống nó nhìn vô bà cố. Coi bà cố bự hay nhỏ. Lại lên. Quá luôn. Quả phải. Đúng rồi. Ê, bây giờ quá một cái ý kiến này quá tốt rồi nè. Bây giờ mình có thêm cái ống nhìn trong tay, bây giờ mình đi kiếm banana dễ dàng hơn nè. Đeo ống nhìn vô kiếm banana. Lại lên đeo vô kiếm banana. Đeo vô. Đeo vô đi con, đeo vô đi kiếm coi vừa đeo vừa kêu Nana. Na đâu rồi Na? Đó, coi đứng chống nạnh kìa. Đây nè, đó, chắp tay sau đít đó. Đó. Đó, chắp tay sau đít. Con đứng im để cho mẹ quay cái con chắp tay sau đít coi cho mẹ quay đường nào con cũng. Con coi con dịu non nha. Ờ kiếm na, con kêu đi, na, kêu đi, na ơi, nó kêu na ơi. Quá luôn. Ờ đó, kiếm na kìa, nó nói na đâu. Na đâu, có na chưa? Na đâu. Còn con đứng con nhìn bà cố coi, con kia nhìn bà cố coi, lấy cái ống nó nhìn bà cố coi. Nhìn bà cố đi. Đó, thấy chưa cố, thấy dữ dằn chưa? Hết sảy chưa bà cố? Hết sảy luôn, thấy bà cố bự không con? Đó, thấy chưa, đó lại đi nhìn bà cố đó. Ôi, đã quá mày ơi. Cho cố hùng miếng thôi. Đó. Đó, coi nhìn kìa, nhưng Ngọc không biết là nó nhìn được cái gì đó không, mà nó nhìn miết luôn á. Nhìn đó, nó cố nhìn coi kìa, cho là cố nhìn nó kìa, thấy không? Trời ơi, đã chưa? Đã quá trời ơi, mờ tịt nhỏ đâu thấy gì đâu. Ủa, mờ tịt hả? Mờ tịt hả, tội nghiệp em nó ráng mắt. Hai bên nói, tội nghiệp em ráng mắt đó. Bây giờ, ngồi xuống đây, ngồi xuống coi nhìn thấy gì không? Ngồi xuống nghỉ chân đi. Cái gì? Chơi gì? Con chơi cái đó đó hả? Cái đứa nhẹp hết trơn rồi. Cởi ra đi, bỏ xuống đi, nghỉ mệt đi, bỏ xuống. Giờ làm gì? Đeo vô lại, đeo nhẹ nhẹ thôi con, chứ để con đập vô cái đầu con kìa. Nhẹ thôi, đúng rồi. Không giờ, mang trên cổ có được không? Cái đó là đang nằm ở ngoài nè. Đây nè. Đây. Right here. Thấy không? No. Thấy chỗ đó đó. Chạy đi. Làm sao? Đi mẹ, đi. Mẹ bây giờ mẹ con mình chuyển lối khác nè. Đi. Cái đó biết làm gì không? Cái đó để lắc kỳ đi qua đi lại để lắc kỳ gãy lông lắc kỳ đó con. Gãy lông lắc kỳ đó ba mua đó. Lông lắc kỳ lúc nào cũng phải mượt mà bóng bẩy.
ba con ưng chơi vậy, chơi mấy cái trò vậy đó. Lẹ lên, mẹ nói con rồi, cái đồ chơi nó đang nằm ở ngoài đây nè, đang nằm ở ngoài trước mặt con nè, còn cái đó là chỉ là hình ảnh thôi, thì con biết rồi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi, nên là nó sẽ không giống với ngoài đời đâu. Nên là mẹ dặn con là trước khi con mua cái gì mà con lên coi hình á, là con sẽ biết là ở ngoài nó sẽ khác nhau 100%. Tại vì lúc nào là hình ảnh cũng mang tính chất minh họa. Hiểu chưa? Con hiểu không? Chay, con hiểu không? Ê, thấy chưa? Con thấy mẹ hay không? Không mấy là gãy rớt cái cây câu cá rồi. Đó, cái cây câu cá để ra 8 đời dương rồi, giờ tới chuẩn bị mùa đông mà chưa câu được cá, con cá nào hết. Thôi thôi đừng có khóa mấy đó. Đừng phá đi, đừng phá đi, đừng. Con nói mấy cái lưỡi câu nó móc một cái là thấy bà luôn đó. Bỏ xuống, đừng. Đừng đùa với lửa. Đi, tiếp tục cuộc hành trình. Cô đi kìa. Đúng rồi, mình là người sang trọng mà mình phải đi tướng cho nó sang trọng chút. Mình đeo cái đó vô là mình rất là sang rồi đó. Chịu không nổi thiệt chứ. Nó đeo vô toàn nhắm mắt không biết thấy gì mà làm màu. Nó đang mất color đó cô chú. Giờ quẹo qua đó nữa hả? Nãy quẹo qua đó rồi, bây giờ mình quay đầu là bờ đi. Kiếm na đi, coi trong lùm này có na không. Chay, ghé nhẹ vô trong lùm này coi có na không. Kêu na, na, na đâu rồi? Nè nó còn nói na na. Na na. Thôi đi rồi, đứng đây đi, đi. Con đừng có lại chỗ người ta đi, người ta đang nói chuyện. Con đừng có lại chỗ người ta nha. Con lại chỗ người ta rồi mẹ đứng cái mày cứ cầm cái máy mày quay con, mày nói khùng khùng điên điên cái người ta. Người ta cười mẹ đó. Mẹ đã mang tiếng như đó đủ rồi. Giờ đi lại người ta nữa, bởi khổ tôi ghê luôn. Thấy không, cuộc đời Ngọc các bạn thấy không? Không đâu có muốn nhiều chuyện đâu. Ai nói chuyện gì nói kệ người ta đi. Mà lúc nào nó cũng dẫn dắt Ngọc vô cái con đường nhiều chuyện. Ngọc cuộc đời Ngọc rất là ít nói. Ngọc đã không có muốn nói nhiều. Mà cứ dẫn Ngọc tới hàng xóm Ngọc chơi rồi sao kêu Ngọc không nghe chuyện được, thấy không? Ngọc không có muốn nghe chuyện người ta đâu, thật sự luôn. Rồi gì nữa, đi lên đó ngồi nữa hả? Rồi vậy là chay khoái uống cà phê hai che rồi. Cái mốt về Việt Nam mày vẫn đi uống đi. Còn đây là chưa. Đi. Coi được không? Coi chừng ngang. Đi con, đi. Đi. Chạy đi, go. Đi. Thôi. Yêu, để về nhà mày lấy cho. À, đi về nhà đốt pháo bông mà mày đi lại về nhà mày lấy đồ. Thì nhà lấy đồ mày đi đốt pháo bông cho con. Nhà còn quá trời pháo bông ở nhà. Không phải pháo bông mà gọi là cái gì, cái cây pháo bông á. Ừ. Để mày về mày đốt cho. Đi. Đi nha, không có quẹo lửa nha, mày không có muốn nhiều chuyện đâu. Đi đi con. Để cho hàng xóm người ta tâm sự với nhau đi. Một mình mày viết kịch bản là đủ rồi. Đi, lại lên. No, đi về bắn pháo bông. Pháo bông bắn sao ta? Boom 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 boom. Cô chú ơi, chay nè, đây nè, lại ghé nè, coi mày đốt pháo bông này nha. Wow! Lại lên, lại đây. Happy birthday to you.